Đây là cá tầm một nắng này. Cá này uống bia nó ngon lắm ấy. Đây. Cá này là tự nhà làm đấy, cho nên là rất là an toàn. Ăn xong đóng bì hút trên không này. Cá này cá một nắng thôi, bởi vì là bây giờ mình ăn bắp cua nó không nhai được. Với lại khi mà mình nướng hoặc là mình để nướng xong rồi rán xong mình để một lúc là nó đã khô cứng lại để ăn nó không nhai được. Còn ví dụ mình tẩm một nắng thôi đây vừa độ ăn là nó cũng không bị mất nước của cá, nó chỉ thoát đi 1% nào nước thôi đấy. Mình lúc mình nướng mình rán thì mình để khoảng chưa kịp ăn ấy thì nó vẫn có độ mềm, ăn nó không bị khô. Bao của Nam đây va, hay này Nam bỏ vô này, Nam bỏ vô đây nhân, lột bỏ vô đây, lột đây này, bỏ vô nhân. Để bị cá tảng. Cá này mình phơi bằng gió đấy. Bởi vì hiện tại ở trong Thanh Hóa mình là không có nắng mà chỉ có gió hanh thôi, hanh khô, cho nên là phơi hoàn toàn bằng gió. Con ơi, cá ăn ngon đấy, vì nó không được khô táp đấy, rất là ngon, tự nhà nó tắm luôn. Chỉ có bỏ, nếu mà ví dụ như hiện tại là mình chỉ có tắm như này là đường, muối, gia vị bột canh ấy đấy, rồi cho ớt. Nếu mà bạn muốn ăn cay, thật là cay thì bạn cho ớt bột. Ớt mà mình phơi khô rồi mình xay nhuyễn ra ấy. Đấy, chứ không phải là ớt mua ngoài chợ đâu. Mua ngoài chợ thì rất là sợ, không biết là người ta có trộn cái gì vào không. Nên mình không mua ngoài chợ. Thứ hai là ví dụ như mình mà muốn không cay lắm, hơi cay thì mình mua cái ớt mà cũng là ớt tươi nha. Mình băm ra, sau đó là mình cô đường lên. Mình cô đường xong thì cái đường nó sẽ dẻo lại, xong rồi nó sẽ đặc quánh lại, thì mình sẽ đổ cái ớt này vào, cái ớt tươi của mình băm vào đấy, xong rồi mình xào lên khoảng 5 phút thôi, vài ba phút, xong mình nhắc ra mình để nguội, xong bắt đầu là mình cho đường này, gia vị này và cái ớt bằm này vào đấy, ớt xào với đường này vào đấy, rồi mình tẩm ướp khoảng 2-3 phút thôi là mình mang ra mình phơi, rồi mình đưa ra chành như này mình phơi. Nếu mà phơi một nắng thì khoảng phải 3 phơi 3 ngày. Nếu mà phơi bằng gió như này, thời hành khô này phải phơi 3 ngày. Và nhìn thấy rất là đẹp. Đó. 3 ngày thì nó sẽ được cái lượng bột nắng như này. Đấy. Nó không khô hẳn mà nó cũng không bị ướt. Đấy. Đây, cái mình nó mỏng như này thôi, đấy. Như này. Nhưng mà bên trong nó vẫn chưa hết nước hẳn. Thì mình ăn, bởi vì là mình ăn trong dịp Tết luôn đấy, chỉ có khoảng nửa tháng thôi, thì là bạn cho vào tủ, cho vào ngăn mát đấy, mình hút chân không thôi, bên mình hút chân không hết rồi, hút chân không rồi thì các bạn có thể để trong tủ mát nửa tháng mà ăn thôi.